Xung quanh chúng ta rất rộng lớn và bao la, có rất nhiều điều còn đang chờ con người khám phá. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật.
Một con số khủng khiếp phải không nào? Con người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được 1/4 trong số đó. Có những loài vật rất gần gũi như động vật nông trại, với các con vật quen thuộc sống cùng với chúng ta như con chó, con mèo, những động vật được nuôi để cung cấp thực phẩm, vật trang trí cho con người như con gà, con bò, con lợn, con vịt, con dê, một vài loài được nuôi để lấy sức kéo, hay con người làm những việc nặng nhọc như con trâu, con ngựa. Đây cũng là những con vật để cưỡi, vận chuyển người, thổ hàng hóa. Thịt, động vật săn bắt các con vật khác làm con mồi, có thể kể đến là loài báo, loài vật chạy nhanh nhất, những con cáo danh ma săn bắt những loài gặm nhấm nhỏ, chó sói săn mồi theo đàn, nổi tiếng với sự bền bỉ, đại bàng là chúa tể của bầu trời. Không chỉ trên cạn, dưới nước cũng là ngôi nhà của vô số các loài động vật. Ngay cả động vật có vú như cá voi, cá heo cũng sống ở môi trường nước. Bò sát như cá sấu cũng bơi rất giỏi. Chim cánh cụt sống trên bờ nhưng nguồn thức ăn lại đến từ biển. Con người săn bắt các loài động vật biển giàu chất dinh dưỡng để làm thực phẩm như tôm, cua và các loài cá. Cao cổ, đó là các loài động vật ăn cỏ. Những động vật nông trại như con bò, con ngựa, con cừu, con dê cũng là những loài ưa thích ăn thực vật, có thể là lá cây, thân, vỏ cây. Gà và các loài chim, chúng có hai chân và có cánh, có những loài bay rất giỏi, nhưng cũng có những loài không thể bay. Loài chim to lớn nhất là chim đà điểu. Chúng chạy rất nhanh, nhưng không thể cất cánh do khối lượng khổng lồ của chúng.